I want to show you something and see your reaction. Okay. You ready? Mm-hmm. Oh my god, congratulations! That's so fast! Oh my god! Look at my face. Pimple and stuff a lot. Yeah, hormones. So tired. I'm too tired now. You need an assistant now. Oh my god, congratulations. Thank so happy you. For you. Look. Oh, look the baby. How many I took a test last week. Yeah. Mm-hmm. And then it's really deep. The line is really deep. Mm-hmm. Line. I finally remember. Yeah. You almost gonna kill me if I don't remember. I don't know. What should I do now? How you feel, like, everything? Tired. You know, like, it's your studio, so people can wait for you to come back, you know what I mean? I know. Nothing. But you can take break when you need it to, you know? Like, I didn't expect that, because if I know that I am pregnant, I'm not gonna buy the ticket to Vietnam, but I didn't know that until last week. So, are you not gonna go? I still go. I mean, yeah. I bought everything and stuff. But what I mean is I'm worried when I'm travel. Well, you know? Now you just found out your period hasn't come. That's why you go through the test? Yeah. I'm pregnant, for sure. Yeah, no, I know. But you know how long, like, I think more than 8 weeks you're good to travel. Are you sure? Yeah. I feel like now it's 6 weeks. You go next week? Because I have an app. I have an app. You go next. I'm pregnant. Really? Yeah. Oh my god, yeah! Really? How far along? I don't know, but I'm so tired. Oh my god. I'm thinking Lisa Frank meets Halloween. What is that? You don't know what Lisa Frank is? No. How are you? How was going home? I have news for you. Tell me. I'm pregnant. Yeah! I got new for you. What? I'm pregnant. Oh my god! Congratulations! I told you! What do you mean? Oh my god! Yeah. I think, a little tummy! Uh-huh. Almost like 3 months, I think. 3 months? Almost. Because I have a doctor appointment this Thursday. Yes! So, it will be 12 weeks. Oh! You do. I'm pregnant. I knew it! Oh my god, congrats! How did you know it? Because last time, remember, we were talking about it and you felt kind of sick and I was like, I know it's coming. It's coming. It's coming soon. Year of the dragon, baby. Yeah. Oh my gosh. Look, oh my gosh, tummy. Wow, already. Mm-hmm. No wonder you didn't want a Starbucks. Quay trở về Mỹ thì mình bắt đầu tiếp tục công việc của mình ha. Thì quay về thì là trúng vào mùa lễ mọi người. Đây là lễ Halloween ở Mỹ. Thì những cái ngày lễ như thế này này, Halloween này, Thanksgiving hoặc là Christmas, thì khách đi làm móng, có nhu cầu làm móng rất là nhiều luôn. Mình thì chuyên về design móng dài, thế cho nên là khách book hẹn trước đó cả một tháng trời luôn. Thì đây là một trong những cái mẫu Halloween mà mình làm. Thì khi mà mình biết mình có bầu á, mình cũng nói với tất cả các khách của mình để người ta sẽ thông cảm. Ví dụ như mà khi mà mình làm việc mà nó quá là mệt đi thì mình có thể xin khách là cho mình đi ra giải lao một chút, hoặc là mình đói đi là mình sẽ ăn một miếng gì đó, thì mình gián đoạn cái công việc mình lại, nhưng mà bù lại là mình có thêm sức để mà làm móng cho khách. Thì mình phải giải thích cho khách là mình mang bầu ha. Cho nên là cái việc mà mình thông báo cho khách đó cũng là một trong những cái việc mà mình cần làm. Mọi người cần phải biết để mọi người thông cảm cho mình. Và khách biết thì khách cũng mừng cho mình thôi.
và mình thông báo với tất cả mọi người luôn, nhưng mà chỉ có một một vài người thì mình quay lại để làm kỷ niệm, tại vì đó là những cái vị khách rất là dễ thương và là những cái vị khách đã theo mình rất là lâu rồi. Nói chung là khách thân khách quen á thì mình mới quay lại thôi, còn những cái khách bình thường thì mình không có quay lại. Thì đây là mẫu design Halloween rất là đáng sợ máu me nè mọi người. Ở bên Mỹ hay ha, người ta chơi Halloween rất là lớn luôn. Mình ngồi mình vẽ quá trời, một bộ móng càng vẽ nhiều thì được nhiều tiền, nhưng mà bù lại là phải đổi lại là 3-4 tiếng đồng hồ. Rồi có bộ thì nhanh hơn thì 2 tiếng thôi. Bộ nhiều nhất thì là mình làm đến tận 5 tiếng lận. Tiếp theo là một bộ móng cũng rất là trời ơi đất hỡi. Bộ móng này thì cô khách đó bình thường đó là cô chỉ làm một cái tip không cắt thôi, nhưng mà lần này là cô muốn mình là double cái tip đó lên, là gắn thêm một cái tip nữa để cho nó dài ra, và cô muốn móng stiletto là cái móng nhọn á, nhọn hoắt á, để cô hóa trang thành một cái nhân vật trong phim á, cho nó giống. Thì mình làm cái bộ này cũng không có quá lâu, tại vì là một bên móng thực ra là cô chỉ muốn làm dài thôi, bên tay phải thôi, làm dài năm móng. Nhưng mà không có vẽ vời gì hết, thay vì đó là cho những cái giọt máu lên trên á, giống như là cái cây dao vậy đó. Còn bên tay trái thì mới là vẽ, thì bên tay trái vẽ nó cũng không có gọi là khó hay gì hết. Một cái mặt hình nhân vật với lại là những cái ngón còn lại thì vẽ chữ rồi này kia thôi. Nên là cái bộ này mình chỉ làm cỡ khoảng 3 tiếng thì cũng ok. Giờ có bầu rồi và mình làm cái bộ nào mà quá 3 tiếng là bắt đầu mình sẽ bị chóng mặt. Nên là mình có dặn khách là vì là mình có bầu rồi nên là mình sẽ không có nhận khách. Cái bộ nào mà quá 3 tiếng là sẽ không nhận nữa, mà sẽ chỉ nhận những cái bộ mà dưới 3 tiếng thôi. Và bây giờ là mình ưu tiên cho những ai mà làm cỡ khoảng 2 tiếng là vừa. Còn mình thì mình không có nhận khách móng ngắn nữa mọi người. Trước thì có làm nhưng mà giờ chị gọi là làm móng ngắn cho những cái khách mà regular, là những cái khách đã đi theo mình từ lâu thôi, chứ không có nhận thêm, tại vì là mình thiên về móng dài á. Bình thường á, mà những cái bộ móng mà dài ngoằn gì đó là thích lắm, nhưng mà giờ bầu mệt quá, cũng thích nhưng mà mệt, không còn sức làm như là những cái ngày mà mình còn gọi là sung sức nữa ha. Giờ mình còn phải lo cho sức khỏe của mình. Một ngày như vậy mình cũng không có nhận nhiều khách đâu mọi người. Làm để đủ ăn, đủ chi trả chi phí thôi. Để gọi là mình làm để vừa relax nữa, chứ không phải là mình làm để mà làm giàu. Đi làm đẹp thì còn có rượu uống này, có chai chờ này, này ông nội này ông đợi bả từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mà ông buồn ngủ ríu mắt luôn nè mọi người. Hai ông bà uống rượu ta nói quá trời quá đất, nói quá trời quá đất luôn. Tèn tèn. Và đây là thành quả này mọi người. Đây là cái nhân vật mà cô khách của mình muốn hóa trang. Đấy. Và mình đang chụp hình cái bộ tay này với lại là cái hình mặt nạ nhân vật ha. Mọi người thấy sao? Bên này chơi Halloween dữ dằn lắm mọi người. Chơi vậy nó mới đã mọi người. Chơi vậy thì mình mới có tiền được mọi người. Cứ làm nail là cứ mong đến những cái ngày lễ của Mỹ rồi mọi người. Tiền là tiền vô ào ào ha. Tiếp theo là một bộ móng cũng trời ơi đất hỡi nữa. Thì bộ móng này thì là cũng không có gì là khó, nhưng mà nó hơi lâu. Tuy nhiên thì cũng cỡ 2 tiếng rưỡi thôi. Đúng rồi, 2 tiếng rưỡi thôi. Không có đến nỗi 3 tiếng nữa, đã đơn giản thôi mọi người. Rồi đây là hai mẹ con nhà này này. Đúng ngày Halloween cái anh mặc như vậy đó. Anh mặc đến đây để mình cho kẹo mọi người. Thì bên này con nít Mỹ nó hay hóa trang xong đến từng nhà. Thì mình có chuẩn bị kẹo cho nó, đưa cho nó luôn. Đây là bộ móng của mẹ nó này.
mẹ nó thích cái màu vậy đó. Cái này cũng đơn giản, 1.5 tiếng. À, bây giờ là nó lấy kẹo này. Bảo nó lấy, nó bảo nó kêu là trick or treat, nó chưa biết nói mọi người. Cái nó khá lắm. Cô này nó chưa được 1.5 tuổi nữa. Để cho nó hết kẹo luôn. Con nít nó khoái lắm, nó thích lắm. Nó chưa biết nói mọi người ạ. Nên thôi mình đưa hết kẹo cho mẹ nó luôn. Yeah. Mẹ nó thì lịch sự lấy 1-2 cái mà nó lấy hết luôn. Come on. Thank you. Biết mình có bầu nên là một số khách đã mua quà tặng mình này mọi người. Thì ngày hôm nay nhận được 2 món quà luôn. Rất là dễ thương. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo với mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye.